Xin chào tất cả mọi người. Sơn chúc tất cả mọi người có một ngày mới vẻ nhá. Hôm nay Sơn lại tiếp tục làm một cái con diều. Từ để Sơn kéo quần này xuống. Thì Sơn lại tiếp tục làm cái con diều gân lá dừa mọi người ạ. Thì trời hôm nay nắng lắm mọi người, để sợ luôn. Nhưng mà Sơn hôm nay Sơn làm nhà nên là mà thước thì Sơn không để bên kia không. Hôm nay không cần đo thước luôn mọi người, đo găng tay luôn, chơi cho nó chiến. Thì hôm nay là ngày bao nhiêu người ta, ngày 21 là dương, là 21 rồi nhé mọi người. Âm thì bao nhiêu thì Sơn quên rồi, âm thì giống như mười mấy vậy, dương thì 21 rồi. Thì Sơn cũng chúc tất cả mọi người có một ngày mới vẻ nhá. Thì bây giờ vào buổi trưa còn tầm 1 giờ gần 1 rưỡi rồi, là học sinh hoặc là như kiểu cấp 1 đồ chuẩn bị đi học rồi mọi người. Là trời nắng dã man luôn mà, nắng cháy đầu luôn, sợ thật. Trời nắng. Thì hôm nay Sơn làm một cái con diều bằng gân lá dừa, nhưng mà gân lá dừa tươi luôn nhá mọi người. Thì bây giờ Sơn sẽ đi ra lấy gân lá dừa luôn nhá, để về làm, hoặc là giờ có thể là vô trong nhà làm cho mát chứ ở đây làm nắng nóng. Sơn chạy ra đi bít là gọi là chặt lá dừa, mà lá dừa nhỏ quá mọi người ạ, chắc ra ngoài kia lấy lá dừa kia thôi, lá dừa đây nhỏ quá, chặt quả dừa vô uống cho nó mát. Trời nắng quá, giờ sim mới mọi người nên là lá dừa nó khá là nhỏ. Không biết trưa nắng rồi ai bật nhạc cái ầm ĩ này, đau đầu ghê mọi người. Đi vô uống ngâm nước dừa đã nhá mọi người. Sơn cũng đã đi kiếm được hai cây, gọi là bốn cây với hai thanh đuôi nữa, là sáu cái thanh lá gân lá dừa nhá mọi người. Thì bây giờ không có thước, gọi là thước được một khúc cái này thôi mọi người, thước được khúc cái này thôi. Thì thước được khúc cái này Sơn đo từ đầu này thế thôi. Sơn đánh chậm đây để Sơn quay cho tất cả mọi người cùng xem nhé, Sơn quên là kiểu là Sơn quay một mình nhá mọi người, lâu lâu Sơn không để ý thế là quay nó lệch ra màn hình liền. Đây nhá mọi người, Sơn đã đánh dấu đây, đó là gạch hoa này là một viên là 50 cm nhá mọi người, là tùy theo loại gạch thôi mọi người, có một gạch thì 40 nhưng mà gạch này thì 50 nhá. Thì Sơn đã đánh dấu ở giữa đây đây, không có ai cầm cam cho Sơn khó quay. Sơn quay lại đến đây là bẻ đầu ngọt này mọi người, đến đây là đã bẻ, hoặc là cách hai ô gạch đây, để Sơn đứng dậy đã. Cách hai ô gạch nhá mọi người, một ô này, hai ô này là 1 mét, hai ô gạch là 1 mét, cứ thế mọi người, cứ thế là bẻ thôi, không được gì hết. Thế bây giờ Sơn đợi Sơn bẻ xong đã, để Sơn ra kiếm gì Sơn đặt cái cam là 6 mà giờ mốc này. Quạt lực hơi yếu mọi người, lực hơi yếu. Là chuẩn bị có chinh chiến rồi mọi người, thì để Sơn bẻ luôn nhá, chứ không thì cái video hoặc là nó lại dài quá thì mất hay nhá mọi người. Xin chào mọi người, thì Sơn cũng đã bẻ xong được hai cái cánh này mọi người, hai cái cánh 1 mét, hai cây thanh đuôi này là Sơn lần này Sơn làm xong vân nhá mọi người, xong vân gọi là rực rỡ luôn mọi người, đầu đang rực rỡ, trời ơi thật kinh. Là cái đoạn khu vực này là nó gần cái cửa đây mọi người, nên là cái ngoài này thì ánh sáng nó khá là tốt, nó chiếu vô thì được một bên, và bên trong này thì nó không được sáng lắm đó mọi người. Thì hai cái thanh đuôi này thì Sơn đã gọi là đo được 70 cm nhá mọi người. Thì một viên gạch khi nãy Sơn cũng đã nói Sơn cũng đã nói là 50 cm, và là đo bên ngoài này gọi là cứ đến 50 đây mình dừng cái đã, rồi là mình lấy thước đó mọi người, mình lấy thước là mình đo cái này là được 70 thế thôi, hoặc là dễ dàng. Đó là đó diều nhỏ hơn mọi người, chứ mà diều lớn sau này mà vài bữa nữa mọi người, tại vì là Sơn đi kiếm cây cái đấy, cây cái nó gọi là cũng phải một phần là vừa ý của cái con diều đó, phần là nó phải nhẹ nhẹ một tí nhưng mà nó phải chắc, với là nó cũng đẹp một tí mọi người, để khi mà lên diều thì chắc chắn một phần là đẹp thì nó có thể phẩm mỹ nhìn nó dễ nhìn hơn đúng không mọi người. Nhưng mà xấu xấu thì có thể là hơi khó, nhưng mà cứ đẹp đấy đó, đẹp trước tiên là mọi người. Thì đuôi lần này Sơn không đo được, tại vì là Sơn không có thước dài để Sơn đo á mọi người, nên là Sơn căn đại, Sơn buộc đại nhá mọi người, nên là mọi người mà xem video thì mọi người thông cảm nhé. Sơn căn lần này Sơn căn đại đó. Đấy, nói chung là đến đâu hay đến đó nhá mọi người, thì cứ áng chừng là
như này nhỏ hơn tí nữa là sơn sẽ buộc nha, thì bây giờ sơn làm luôn. Trời nắng bể trấu mà mọi người, hoặc là có gì mà đoạn này mà nó ồn quá mọi người, tại vì sơn đang bật cái quạt ở gần đây này, nó hơi ồn, nắng quá, nắng quá mọi người ạ. Sơn cũng đã làm xong rồi nhé mọi người. Mấy nãy giờ sơn đi tìm cây cái mà không ra một cây nào cả, nhìn chán quá chán. Giờ làm sao này? Giờ sơn đang phân vân không biết làm sao mà hoàn thành cái con diều này đây mọi người. Cây cái không có. Mấy cây cái một bữa thì gọi là một bữa là sơn có nói mọi người là sơn có chặt một cây te là làm cái con diều nhỏ 1m2, 1m3. Thế là trong năm thế là dọn hồi sơn cút vô đống rác để tết đốt luôn rồi. Giờ không có cây cái. Đúng đau lòng thật. Hay chặt cây này ra đây. Nói thế chứ cây này chặt ra không làm được đâu mọi người. Tại vì cây này nó mỏng lắm, làm nó không ổn đâu. Khi mà nó ở trong cây tre thì nhìn nó cứng chắc thế thôi, nhưng mà chặt ra nó dẻo lắm. Cái thì làm đuôi như kiểu song vân thì ngon, gọi là đẹp đó mọi người, nó dẻo. Giờ không có cây cái, giờ mới chán nha mọi người. Giờ 3 giờ hơn rồi, để Sơn xem mấy giờ rồi nào. Từ giờ là 15 giờ 19 phút. Là 3 giờ 9 phút 19 phút rồi mọi người. À, chưa có cây cái, có lẽ là đợi mẹ Sơn về để Sơn lấy xe đi sang bên kia chặt cây tre đó mọi người. Giờ đợi chắc hơi lâu quá, chắc 4 giờ mới về quá. Sơn cũng đã đi kiếm được một cây cái về rồi nhá mọi người. Thì cây cái lần này thì là không vỏ luôn mọi người. Không có một cái vỏ nào luôn, ớn ăn thật. Nhưng mà không sao mọi người. Bây giờ Sơn sẽ đo từ đoạn trên đầu này xuống đây là cây này là 0.6 cm nhé mọi người. Cái to hay nhỏ cũng được, nói chung là có cây làm cái thanh cái là được rồi mọi người. Kệ nó nhé mọi người. Cũng thẳng chứ không phải là cong đó mọi người. Cũng được. Thì bây giờ Sơn sẽ buộc luôn nhá. Giờ 4:30 rồi. Sơn không xong thì Sơn làm xuyên đêm luôn mọi người. Xuyên đêm thì không phải xuyên đêm, nó làm thế nào xong thôi, 9-10 giờ cũng được. Thì bây giờ Sơn sẽ buộc luôn nhá mọi người. Sơn cũng đã buộc thành giống con diều rồi nhá mọi người. Bụng lần này là 30 cm. Thì Sơn đã đánh dấu ở giữa đây là 15 cm nhá mọi người. Tí là giằng dây qua. Nhưng mà dây thì không để nhà nên chứ dây Sơn bỏ bên hết rồi. Cái cuộn dây mà bữa không biết để đâu rồi, để bữa nào Sơn tìm đấy đã. Đang còn làm 3m rồi mọi người. 3m dây buộc nhiều lắm. Lần này Sơn sẽ làm con diều 3m đó bài bản luôn nhá. Thì bây giờ Sơn buộc hai bên cánh, rồi buộc dây giữa, rồi buộc sau, buộc đuôi luôn cho nó hoàn thành nhá mọi người. Sơn cũng đã buộc xong rồi nhá mọi người. Thì lần này xong vân mà Sơn buộc kiểu này thì đúng không ra dáng xong vân thật. Nhưng mà kệ mọi người. Kệ. Đẹp thì đẹp thật mọi người. Bây giờ Sơn gọi là đi kiếm. Dạ. Con biết đâu. Mẹ tìm mẹ. Mẹ cùi, mẹ để ngoài ban ấy, mẹ rớt mốt đó. Tí tìm được. Đang quay. Việc của mẹ đâu phải việc con đâu. Thì bây giờ bây giờ quay lại vấn đề diều nhá mọi người. Thì, không được sáng đây mọi người. Thì diều lần này thì Sơn đo từ ở dưới đuôi này lại đây là 10 cm. Thì cái cây này thì Sơn lại buộc ở trên khúc này. Lần này Sơn làm độc lạ hơn mấy lần trước cho nhóm mình rồi. Thì hy vọng là mọi người sẽ like, đăng ký kênh ủng hộ Sơn nhá. Thì Sơn sẽ làm thêm một cái phần 2 này nhá mọi người. Tại vì giờ mà đợi lâu lắm mọi người, không có video đăng cho tất cả mọi người cùng xem. Thì mong là mọi người thông cảm nhá. Video phần 2 thì Sơn sẽ đăng từ A đến Z luôn nhá mọi người. Thì bây giờ Sơn buộc dây ở giữa nữa rồi Sơn sẽ làm từ A xong luôn nhá mọi người. Sơn cũng đã buộc dây ở giữa rồi nhá mọi người. Thì còn cái phần mi lông đầu này nọ nữa thì có thể là Sơn hẹn tất cả mọi người vào clip tiếp theo của Sơn. Không biết được cân nhỉ. Nó lệch kiểu gì ạ. Bên này ra nhiều quá mọi người. Đấy, cân cân nữa mọi người. Chưa cân lắm.
chưa hề cân. Để Sơn chỉnh lại cho nó cân này nhá mọi người. Chỉnh không được nữa mọi người ạ. Sơn lỡ Sơn buộc thắt nút ở giữa đây rồi, giờ chỉnh không được. Mà con tì. Thì bây giờ có thể là cái video phần 1 đây thì Sơn cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Sơn. Thì coi như mọi người thông cảm nhá. Tại vì giờ nó muộn quá, Sơn phải chỉnh sửa để đăng lên cho tất cả mọi người cùng xem. Chứ không lại không kịp. Thì hy vọng là mọi người sẽ like, đăng ký kênh ủng hộ Sơn thật nhiều nha. Thì bây giờ Sơn chào tất cả mọi người và bye bye tất cả mọi người nha.